Bạn xóm có rốt nâng chỉ điệp xúa từ đọc bộng mọi bọng phôn đài nì dùng tạm tán tết xin à nế. Bà chân nàl bà y phì bà xó hên chia tì mẹ trấy. Xóm bà chùi chốt bật tông bà subscribe cổ đồ chì chùi chốt bật tông bà lạnh nâng xe đàm bầy từ tù bà nế. Bà át tà bọt bà thâm mây bà chỉ riêng rột ngay. Bà xâm rạp bà thang ngày nịp hồng đai, bà xông bạc khổ xôm thơ ca, bà chrip chun nế. Bà hào ra xác pro chạm thang ngày, đài lưng thơ ca con cu tụ tiê xâm rạp bà thang ngày bốt. Bà tì đọc pram, bà khai công phé cho nàm bì bòn bà mập hơi bày nì bà. Nhưng bà xân bà phong mai mong bà ôn tèng ọc nì, bà chong đăng ông pi bà đùm chì tà rì xây. Bà có đồ chì chong đăng ông pi kà rộp bà tù tù tiên, có đồ chì đăng ông pi bà bà nhà hà mùi chùm nuôn đà kà ơn mì lăng nì thang ngày bốt tì đọc rạm nì. Bà xông phong mai mong bà ôn tèng ọc nì mọc tù xà nà chì mùi nâng bà chường lê chì mùi nâng kà côn cù tù tiê bà nớ. Bà khlâm xa tèng srong bà đôi tò tơ. Bà bà dưỡng bà kra lên mà mơ bà có buồn bà dìm kra la bà. Tà tương chỉ mùi nâng bà có buồn dìm kra la nì phong đài. Cứ chìa có buồn bà khá nông ca mơ bê vô lìa để trâu thơ đầm nở. Thà ta ở nìa thang ngay bột bà ti đọc ram bà khai công phê cho nàm bì bòn một hồi bầy nì. Bà bê vô liên na đài lõ, bê vô liên na đài xả xóm, bê vô liên na đài chỉ bê vô liên liếp, bê vô liên chơi. Bà chẳng bà phai cho tàm bà có buồn dìm cỏ la. Bà ca con cu tụ tiê bê vô liên dương khờ nhà tha xâm rạp bà bê bà bật. Bà chắp bì mong pram mùi xôn xôn đòn mong pram bây mà phai buồn nè tí cứ chỉ bê vô liên thỏa mà đà bà. Xâm rạp bê bình bụn lứ chắp bì mong pram bầy mà phải buồn nè tì đò mong bà cứ đọc bà sai sập pram bầy nè tì cứ chì bê vô lìa xe rấy. Nâng xâm ra bê bà thang ngày tróng chắp bì mong đọc bà sai sập pram bầy nè tì đò mong mùi đập bình nè tì cứ chì bê vô lìa tục sóc. Rì ai bê rô xìl chắp bì mong mùi đập bình nè tì đò mong bầy xàm sập pram bầy nè tì nú cứ chì bê vô lìa liệp cháy. Đời lại xâm rạp bê là nghĩa cho chạp bì mong bây xàm sập rạm mùi nê ti đào mong rạm mùi sồn sồn. Bà cứ chế bê vô lìa của thân nạ bà. Chẳng hỏi xâm rạp bốc mai ông bà ôn tèng ọc nì. Kroi bê để bàn đăng ổng bì bà có buồn dìm kro la. Dương nâng khơi anh thá miên bê vô lìa lò. Dương nâng khơi anh thá miên bê vô lìa mần lò. Chắc hai xôm phong mang bà tèng ọc ni cua tài thơ ca bà cư bà trở rơ dọc bè vô lìa lò lò tờ tàm khổ bốn bà xâm rắp bè vô lìa lò lò rù miến bà cư bà nâu bè bà rô xìl bà cư bà nâu bè bà bênh bình lứ cơ đối chi bà nâu bè bật bà dân khơi nhà tha xâm rắp bè vô lìa tèng bây nì phong đáy. Bà phong mang bôn ai thơ ca bà trở rơ bà có đôi chìa chanh nằm nà bà dọc bè vô liền nà mùi của bạn đai bà có nông ca bà ở chanh nằm nà rồi bà phong mang bôn bà. Hai, bà sân bà trong bà nơ liếp chế bà chốt chơi thống bà cách ca nghe thống có đôi chìa miên liếp sầm nàng đã chọc đọc tam đai từ tiên nụ. Xôm thơ ca trở rơ dô bê rô xíl tèng ọc nì. Bố ấy, bê rô xíl ni ai cứ chìa bê rô liệt đà lọ bóng phót. Xâm rạp thằng ngày bốn nì. Bà khá nông ca chanh nằm nà tờ rôc xì cơ đô chìa ca chuỳnh đồ bêm xênh phong đài bà. Xôm bà át nô vót tờ tàm cơ bốn tèng ọc nì. Bà đời lại xâm rạp bê vô lìa đài mần lò vệnh nụ bà phúc mai mong bôn mần cua na bà chanh nằm nào chom bê vô lìa tèng nụ nụ tế rùm hiến. Bà cứ nờ bê bà thằng ngày trong bà cổ đồ chìa nờ bê là nghiêch bà. Xâm rạp bà bê vô lìa tèng bì nì bà cứ chìa bê vô lìa đài mần ông nói phò nụ tế. Bà miền này tha cứ chìa bê vô lìa đài mần lò mần xạ xóm xâm rạp bà ca chanh nằm nào chom nụ tế bà. Rũ ấy ca chanh nằm ná tiếng ọ cứ ai nâng chụp nó cổ rư cờ rương này mình là ọ. Bà chôm một căn bà chỉ vật pro chăm thằng ngày bọc bọc mạng bọc ôn phong đài bà.
chăng coi bây đại dương ban bảo bình đất mơ có buồn gì em coi là tiếng ốc ni hơi có bay xôm thưa ca ăn vọt tự tạm có buồn phong đai đâm bây giờ thằng ngày bốn ni cứ chụp tại sự đề sọc chùm ra ơn liệp chế bà hên hên tiếng ốc ni phong đai bà trong bát có xôm mà thưa ca bảo bần to chùn nấy bà có buồn mùi tiền nốt bà cứ có buồn khăn ông ca mơ tự tiếng phẩm bầy bà bà tết tông chỉ muốn nâng cấp bốn khăn ông ca mở từ tiền phẩm bởi bà niết thứ ngay bột bà ti đọc bà prám bà khai bà công phẹt cho nam bì bòn bà phẩy bấy nì bà dân khởi nhật tha thằng ngay bột cứ miên cổng lang cứ đọc phẩm bì bà đoàn hào mũ rúa cứ bà sân nâu bà tứ bà ấy sán bà tứ bà trông bà khang bà trường bà chẳng hạn bọn mang bọn tàng ọc nìa bọn môn bê thua đâm nào từ phẩu chất ngài môn bê thua đâm nào từ phẩu chất rước có từ bọn bênh cách ca nghe pro trăm thằng ngày bọc xem phòng đá nụ cứ bọn nằm râu bọn mang bọn trâu tái bài mục trọc tư đại chìa đẳng hàm rút pro trăm thằng ngày nê chìa môn sấn bà cứ trâu tà bài mục trọc tư bà cứ ấy sàn nê chìa môn sấn hơi sầm bà chân nằm nào từ bọn bênh cách ca nghe tam khỏi cho bà cái này để phong mang phong thuộc cả bài mục từ đầu tư bài sản rước cỏ tư đại triệt thằng hám ruột pro trăm thằng ngày này rồi hỏi bà miền này ta phong mang phong cứ bàn bà thuộc cả sroop yộc nơi tham một pol bà sroop yộc nơi sợi sợi đây sroop yộc nơi rừng lò lo mình tại phần đó sroop yộc nơi rất thị ẩm nai bà con ông cả pia thay rồi xa đó phong mang phong phong đại bà chấn bà sâu mang đồ vật tổ tạm có bốn tiếng ở kia bà trong mắt có sâu mà thua cả bà bần to chun đấy bà cứ bà có buồn mùi tiền nô bà cứ tiệt tường chỉ mùi nâng bà hò ra xa pro chạm ngay bà bởi giờ thì giờ em pi bà hò ra xa pro chạm ngay bà xong ra bông mang bông đại miên chân nam cũng là đại cao nó không chân nam chia nằm bông kia ni cứ trao cho mỗi nâng bảo lục nế bà đại cao nó không bà chân nam chút bà rất say rồi bỏ lòng nè đại cao chân nam chút bà nia thằng ngày post bà tì bà đọc pram bà khai công phe chân nam pi pòn một hồi bấy nì bà chân nam chút đời xa tầm miên thiệt tắc đời xa tầm miên pong cư tèo đà pro bà rất say rồi bỏ lòng nè bà khơi tha cư bà lắc bộ tra đại tài mà đòn bà rất say nia thằng ngày nì bà khơi tha lỏ bà cư lắc bộ tra đại đó chính là hỏi ta tương chỉ mùi nâng ca rôn nở lục nè đại cao nó không nông cho nam sát con đồn nia sắp ở đá nít phong đáy đồng nào chỉ vượt nâu tay lọ pro xa đồ bà ở sắp ở đá đại bàn còn lòng mô phong đáy bà ca thơ vây mùi tay anh ta sầm rạch bà chục chây bà chia sần sầm sần sấm tông mộc chỉ nịch chồng búa bà cách ca nghỉa nó khôn ông bà thằng ngày bà bố tì đọc rằm ní bà đó chỉ lất tập lo lo xâm rạp lục nè đầm nà cách ca nghỉa với muối bà thà bà lất tập hò lạp ca tành ta hồi một bình chỉ nịch bà tất tương chi môi nâng ca thơ chùm nuôn chuẩn đô chồng búa nè bà co bà bò rộng xì chuẩn đô bà ní bà priệp bà đôi chìa bà phliêng thơ lẹ mùi mê hai mê sở lá bà ai công cha rôl nâu ô bà trốp bà chẳng rai tiền buông ở bên nế chìa hào sơ cam ở hơi hơi lục nế có ai bà con mô bà bò bên này bên trường làng vinh bà ta tương chìa mùi nâng bà nhà hà bà sạc đê sân hà khởi thà sạc đê sân hà bà sạy miền ca sổ sruôl hơi bảo miên chúng lùi viết chìa bê bê lọ con ông ca đọ sài phóng đài bà chẳng đi cư chìa chục chìa ta rì xây rồi bỏ lục nè bà đại ca nông con ông bà chân nằm chút bà rì xây nìa thằng ngày bốt trâu nửa thằng ngày tì đọc bàm nì bà trong mắt có xôm thơ ca quân cu tụ tiếy nế bà chân lê xâm rạp chân nằm cổng nào chìa bần tò tử tiết bà cư trâu chìa mùi nắng bà bốc mai bằng phôn đại cao nó không bài chân nằm chờ bà rìa xây rồi bỏ lục nè đại cao chân nằm chờ nia thằng ngày bốt tì đập rạm bà khai công phê chân nằm bì bòn bà phải bày nì phong đài bà chân nằm chờ miền thiệt đầy bà chân nằm chờ miền bồn cư bà mùn ủ bró rìa xây rồi bỏ lục nè nó khơi thà cư họ làng bùa tra đài tra đầm bà bà dương thua ca bỏ xài ông bì ca rùn nữ
នីថ្ងៃពុត្រត្រូវនៅថ្ងៃទី15នេះផងដែរអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសត្វគោបើចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីរបស់អ្វីមួយពីអ្នកដទៃឃើញថាតែងតែសម្រេចជោគជ័យឬមនុស្សភាគច្រើនអាណិតអាសូរជានិច្ចតើតើងជាមួយនឹងកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារមានភាពបសុខដំនិងក្រុមមនុស្សក៏ជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនផងដែរបាទ cả phố chùm nuôi, nẹ bà co bà bò rộng xì chuyên đô, bà chọn bò tôn tội thôm, mần tò khổ vầy nụ tê, tài giang na, trâu chế. Bên đất ai bàn cục trông trôi, tớp mần trâu ở xa bong bà cá, đòi bà ca nà mùi, bà. Bà tớ tương chì mùi nâng bà sạc rết nà hà, cú xoa mây, phê rì dì, bà miền rương rào chùm lùi Việt rứ có, xông bay tại bà chọn chạy plâu khní kết đây. Hãy chọn đó sài bà nhà chờ hờ bà dọc bà thằng ngày ni có chìa ca lọ bà sao phòng đài bà. Chân ni cứ chìa chục chìa ta rì xây rồi bà lộng nét đá cao nó khôn ông bà chân nằm chờ lỡ rì xây nia thằng ngày bốt tì đọc bàm ni bà. Trong mắt có xôm thơ cả bà con cu tu tìa nấu chân lê xâm rạp chân nằm cũng nào chìa bần tỏ tự tiết bà. Cứ trâu chìa mùi nâng bà ở lộng nét bà đá cao nó khôn ông bà chân nằm khá bà. Rất xây rồi bỏ lông nẹ đại cao chân nằm khá đã miên đồng nàng đôi sát khá. Rất xây nìa thằng ngày bốt bà tí đọc rám bà khải công phê chân nằm bì bòn mà phải bày nì bà. Chân nằm khá bà miên thiệt chờ miên bông cư dạ sợi. Rất xây rồi bỏ lông nẹ nút khơi thà cư bà lõ chìa mà chồng nụ tề bà. Tất tân chứ mùi nâng bà ca rùn nơ xâm rạp bà thằng ngày ni bà thơ vầy mùi bà chô bà giát bà thơ lẹ khá luôn khá nông ổ bài co là rô bò mùn ưu ạ mất hồi đại khát mình trâu khăn trở lo to tôn nụ lời trâu đó sài tạm xoan tệ vị thi tớp lò bà xa bà. Bà tất tân chứ mùi nâng cây ca nghe ca bà cọp cây ca nghe vinh khơi tha mình miền vầy bà bò cù chì tì gọt xâm quả tê cư miền ca rịt lụt loa chia xâm bà đôi xong mùi đòn bà. Cả thơ chùm nuôi nẹ bà cọp bà bò rộng xì chùi nhu vinh chùa bò lòng ba khăn ông ca rộng bà bà cọm rai bình tích hồi bà miền ca chùa nhu ngay từ sau chô bà gia chùa bà cửa chảnh bảo kê bà. Đổi lấy xem ra bà nhà bà sức đầy sản hà xa mây phê rì dìa miên tà ca bà prua bà đô phà bì prua chuôn bà hềm là hềm bì prua chuôn bẹ mục dạ đặc nì bà cho nì cư chì chục chì ta rì xây rô bò hà lục nè đà cao chân nam khá bà rì xây nìa thang ngày bột trần thang ngày tì đọc pram nì phong đài bà xong mát có xôm thua ca con cu tu tí ấy nếu bà chân lê xâm rạp chân nằm bà cầm nà chìa bần tò tử tiết bà. Cứ trâu chì mùi nâng bà ở lục nè đà cao nô khôn ông bà chân nằm thỏ bà. Rì xây rô bò lục nè đà cao chân nằm thỏ nì bà thang ngày bốt tì đọc rạm bà khải công phê chân nằm bì bòn bà mập hơi bảy nì. Chân nằm thỏ miên thiệt chờ bà chân nằm thỏ miên bông cư bà mù nụ sấy. Rì xây rô bò lục nè nô khôn thà cư bà thật lệ sọt chờ bà. Cá rùn nấu, nó khôn ông bà bà tè xâm bài, sẽ trầy mê bà tè mần trâu mò rô u rô tòm trà ơn nụ lời. Bruông nghe cá nấu bà nhà hà chùm rong chùm ra chùm mùi nâng xòa mây nô miền rương rào mần trẻ chọp mần trẻ hời bà. Tết tân chùm mùi nâng bà cách cá nghe cá bà cọp cách cá nghe bùm sâu chuyên lươn từ mục tế. Hời bà bì xế, nghe tụ tù rong nô cá sẽ đầy bần tô bì xâm nạ cho vầy nghe tụ tiệt. Cả thơ chấm nuôi, nẹ bà co bà bò rộng xì chuyên đồ vinh, miền cả tình châu lụa chênh ở ruộng rộng vớt, bà còn qua bà xa chiếc môn. Hồi bà cầm rai, miền bà châu bà còn có cái đào phẩu chật. Đôi lại xâm ra bà bà nhà hà, bà sạc đầy xa nà hà, công lọc cơ mộng. Miền năm nào thòi cỏi, hồi bà chàng khỉa tràn, bà châu bà giặt bà cao chùm lùi Việt Nam mùi nôm tật trâu chúp xa phâu chật cao miền làng phóng đài bà. Cho nên cứ chú chúc chú ta rì xây rồi bỏ lộng nè đà cao chú nằm thò bà rì xây nìa thằng ngày bốt tì đọc bàm nì bà. Trong mắt có xôm thơ cả bà con cu tù tìa nấu chương lê xâm rạp chú nằm cũng nà chìa bần tỏ tử tiết bà cứ trâu chú mùi nâng. Bà phúc mai mong bôn bà đà cao nô khôn ông bà chú nằm bà rộng bà. Rìa xây rô bò lông nè đà cao chân nằm rôn nìa thang ngày bốt bà tì đọc pram khả công phẹt chân nằm bì bòn mô phẩy bấy nì.
ba chân nam rong miền thiệt mỉa ba chân nam rong miền pong tèo đà pro rưỡi xây rồi bỏ lục nè nút khơi ta cứ bà cụ bùa trở lại tèm đong ba ca rôn nữ nô khổng thường ngày nếp đó là tập hò lò xâm ra bà lục nè riêng chom bị thi với muối hơi bà cao bình ní có bà đò phò lò xâm ra bà tập nè tập non chìa muối nâng krom mà nô bẹp bòn nâng cây ca nghiêng phong đài ba tất tâm chìa muối nâng cây ca nghiêng với nô ở lục nè đại cao chân nằm rôn màn tha chìa sụp hiệp bà rò màn tha chìa sụp hiệp nô ri nô tê khởi hình tha bà đò là tập hò lò xâm ra bà lục nè cho ប្រកបកិច្ចការងារឬក៏ប្រកបកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់អ្វីមួយបាទតើតើងជាមួយនឹងការធ្វើជំនួញសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ចេញប្រកបជំនួញអ្វីមួយជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតបាទរីឯបញ្ហាបើសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើកំឡោះក្រមុំមានការចេះបើអត់ឱននឹងប៉ែមល្ហែមចំពោះគ្នាជាប្រពៃណាស់បាទ ចានីគឺជាជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងបារិស័យនីបើថ្ងៃពុធត្រូវថ្ងៃទី15នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុនគូទុះទាយនៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកបាទដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំម្សាញ់បាទរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំម្សាញ់បាទនីបើថ្ងៃពុធត្រូវថ្ងៃទី15 បកខែបកុំភៈឆ្នាំ2026នេះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់មានធាតុភ្លើងបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់មានពងគឺបើមនុស្សប្រុសបាទដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺបើល្អជាមធ្យមនោះទេបាទតើតើងជាមួយនឹងបកការុណើលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វពស់នេះដំណើរជីវិតចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរតាំងពីដើមខែមកម្លេះ hơi rồi ốp xa nên ní bà chạp đàm thu xa nâng phớ ở quay có miên phi bà sọc có đồm chiếc môn phòng đài bà tớ tông chứ mùi nâng cây càng nghe khăn ông thằng ngày ní chồng bùa đậm ná chỉ vượt ở bà lục nè màn lò bà xa nụ tê bì xế màn trâu bà cọp cây càng nghe nà đài sống khăn bệ nụ lời bì bùa thà bà chỉ phạm cá nụ bùm sâu chơi lại to bà bồn mà nụ lời bà bởi dưỡng thuốc ca bỏ xài chứ môi đường ca thuốc chụp nuôn chuôn đô khăn ông thằng ngày ní vĩnh xâm rạp lúc này để cao chân em mà sảnh ca bỏ cọp chụp nuôn chuôn đô bổ miên ở vầy prai bộ đô bà lạc nụ tế cứ đôi xong mới đòn bà đổi lại xâm rạp bà nhà hà sức đê xin hà khởi thật sức đê xin hà bảo sợi không lo khăn mông mình miên ca chương lươn tổng mộc tê vì xe nghe miên chụp lùi viết chìa mùi khăn nề tử tiệt bà chẳng nếu cứ chưa chụp chị ta rưu xây rồi bỏ lúc này để cao nụ khăn បរិស័យនាថ្ងៃពុធត្រូវថ្ងៃទី15នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបើជើងលេខសម្រាប់បើឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំ65បាទរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំ65នាថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះបាទ ឆ្នាំ65មានធាតុភ្លើងបើឆ្នាំ65មានពងទេវតាស្រីបើរិស័យរបស់លោកអ្នកនោះឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទការរស់នៅនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះផងដែរបើមានបញ្ហាអ្វីលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើប្រហែសនោះឡើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយឈានចូលកើតបើតើតើងជាមួយនឹងកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងប្រាក់កាក នឹងបញ្ហាចាញ់ប្រៀបគេដោយប្រការណាមួយដោយឡែកសម្រាប់ការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញមានការហូរចូលមិនទៀងទាត់បើដូច្នេះមិនគួផ្សងព្រេងទៅបោះតនអ្វីមួយដោយមិនបានមើលមុខមិនបានមើលក្រោយនោះឡើយប្រយ័ត្នត្រូវខាត់បងអស់ទ្រព្យពីខ្លួនបាទដោយឡែកសម្រាប់បញ្ហាបើសក្តិស្នេហា សំពនភាសនាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវយកភៀបប្រកែប្រកានដាក់ខ្លួនច្រើននោះឡើយនោមតកើតតែបញ្ហាអត់កកបាទដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងនេះគឺជាជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំ65រិស័យនីបាទថ្ងៃពុធត្រូវនៅថ្ងៃទី15នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទគុនគូទុះទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតនោះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹង
bà phúc mai bằng bồn đại cao nó không chân nằm bổ mẹ bà rìa xây rồi bỏ lông nè đại cao chân nằm bổ mẹ nìa thằng ai bột tí đọc rạm khai công phê chân nằm bì bồn một phẩy bảy nì bà chân nằm bổ mẹ đưa xa tầm miên tiết mìa đưa xa tầm miên bông cư tèo đá xây rìa xây rồi bỏ lông nè nụ khơi thà thật lẹ sọt cho bà ca đồ nớ bà cư lông nè mần trơ miên chật bỏ cài bỏ càn cho ra nụ lời vì prua thang nghe cao nấu bà nhà hà rột chốn hơi miên tại bà nhà hà mần chè chọp mần chè hơi tại bà nọ bà tớ tương chư môi nâng cây ca nghe nó còn thằng ngày ni lục nè bà thù vây trâu chè cục cồn khuôn anh ở bàn o vì prua thang nghe chuộp nấu rương rau dì dì chiền sọp mùi đòn bà ca thơ chùm nuôi xâm rạp nẹp bà co bà bò rộng xì chuyện đô miền kà bò trên kia tràn nâng phí xe miền kà bò tèng bà tơ chỉ mùi nâng nét đa miền mô kà bò đuổi khí nía cua miền kà bọc chất ôi tù lì bình tích tập mì rưỡng rao châm rong châm rác đại ai còn mì lờ ơn bà tơ tương chỉ mùi nâng bà nhà hà sức đê sân hà cơ hình thà sức đê sân hà bà sợi miền kà rô kàm chất rùa tà mình nẹ chong chanh chong chất nía đòi mình bà sâu chạy ọt ôi nía bồn mà nụ lời bà cho nên cứ chỉ chụp chỉ tại xây rồi bỏ lúc này đã cao cho nam mong mai rồi xây nia thằng ngày bột tì đọc phạm này bà trong bát có xôm thơ ca con cu tụ tía nơi chương lê xâm rạp cho nam cũng na chỉ bần to tổ tiết bà cứ trời cho mùi nâng bỏ lúc này đã cao nó con ông bà cho nam vô bà rồi xây nia bà thằng ngày bột bà tì đọc phạm bà khai công phê cho nam bì bồn bà một hơi bà bày nì phong đài bà ở lúc này đã cao cho nam vô bà cư được xa tầm miên thiệt đai cư được xa tầm miên bông cư dịa pro bà rưu xoay rồi bỏ lúc này nô khởi tha cư lăng của bộ trả đại bà ca rô nớ lúc này đã cao cho nam bà cư sạch vô ni bà cư sạch xóa ni tổ tù rôn nó ca nuôi hót tăng bị đàm khai mọc mà lại bố tay bà thật nó không nông đuông cho rưu xoay mình sau chuyện là ô bà xa khăn nô nàng nô tê lúc này đại ca nó khôn ông chân nam bà sát xoá ni bà sát nó khôn ông thằng ngày ni phóng đai bà cứ đu chí ta rơi xây rồi bà phục mang bà ôn cứ bà mần sau chỉ lo khôn ông sạp đá ni tại bà cứ tay để chụp ra tên nó phó lầm bà tèng ca rung nâu nâng cạch ca nghe ruông tèng bà cạp phóng đai bà đời lại xâm rạp bà tèng tương chỉ muốn nâng cạch ca nghe vinh bà xâm rạp thằng ngày ni đai bà lúc này xâm lăng lơ cạch ca nghe rồi có cho thơ với mới nu nâng chlói tóp chỉ phái ca cron chỉ ti cọ cả đau chạy chìa phủng khả bà chẳng ca thơ chùm nuôi bà chỉ nè bà có bà bò rộng xì chuyện đô con ông thằng ngày ni đai mân trâu dục hiếp mô hạ tổ xạ đạc luôn nụ lời bà giạt ật ca nghe thơ xo nòm rương rao đạc luôn hai nòm chạy ật tế bô là cọ nở bể khói bà tớ tông chứ mùi nâng bà bà nhà hà sẵn hà bà xâm ra bà nhà hà sẵn hà cũng lọc cơn mông miên phì bà sẵn hà nâng bà em là hai em chồng bù khăn đi chìa bà bà nà bà chân đi cư chìa chục chìa ta rưu xây rồi bà lúc nè đại cao chân nam vôc bà rưu xây nìa thằng ngày bột tì đọc rằm nì bà trong mắt có xôm thua ca con cu tụ tí nữ bà chương lê xâm rạp bà chân nam cũng nát chìa bần tò tử tiệt bà cứ trâu chứ mùi nâng bà phục mai bằng phôn đã cao chân nam rô ca vinh mà đòn bà rưu xây nia thằng ngày bột tì đọc rằm bà khai công phẹt chân nam bì bòn mà phải bấy nì bà lúc này đã cao chân nam rô ca bà đôi xa tại miền bà thiệt đáy đôi xa tại miền bông cư dịa bro rưu xây rồi bà lúc này nụ khơi ta cứ thật lẹ sợ chỗ bà bà tư tương chứ mùi nâng ca rôn nâu rồi bỏ lông nè đại cao chân nam rô ca sợ trầy bỏ rõ ôi bà giác ở rõm nâng bà nhà hà trò chị xa chạp chư bị nhu nhung bà bị xâm đầy nè đợt tây bằng ca chữ rương rao chúng lùi viết đòi bỏ cả nà mùi tư tương chứ mùi nâng cây ca nghe ca bà cọp cây ca nghe lục nè cọp bây bà giác bà giác bà có rõ mùi đủ bì bà thang nghe bằng co bà nhà hà mọc ôi phóng đài bà ca thơ chụp nuôi và xâm rạm nẹ bà co bà bò rộng xì chuyên đô trâu prong bà giát krom mô nú xâm đầy bà em là hai bần tích bà nghe thật lẹ khôn nông ổ bài kò kể nà đời lại xâm rạp bà nhà hà sạc đê sà hà bà sấy bà cứ bùm trâu bà đọc bà đông đòi xâm đầy bà em ca đạc nền nụ lấy bà giát ca chụp lùi viết trên đò ca bảy bạc bà chân đi cư chỉ chụp chỉ ta rưu xây rồi bỏ lúc nè đại cao nó còn ông chân nam rô ca rưu xây nìa bật ngày bốt tì đọc rảm nì ba trong mắt có xôm thơ ca con cu tụ tí
Nơi bà chương lê xâm rạp cho nàm cầm nà chìa bần tò tử tiệt cứ trao chứ môi nâng bà hò lục nế để cao cho nàm cho bà. Rê xay nia thang ai bố tì đập ràm bà khai công phẹt cho nàm bì bòn mù bầy bầy nì. Cho nàm cho rê xa tầm miên thiệt đầy rê xa tầm miên bông cư dẹ xay rê xay rô bà lục nè nốt khôn thà cư bà lõ chìa môi xông lục tê bà. Cá rô nấu dư ôn rô bà lục nè bàn sầu qua bà sao bần mà nụ tê bà rô tha bè khlá. Mất bà ai khai tàu chìa sửa trâu. Mà nụ lõ prai chìa khó bà cát lao phóng đài. Tớ tương chìa mùi nâng cây càng nghe tèng sửa trây tèng bà rô kà bà cọp cây càng nghe lục nè oi bà giát cao chùm lùi viết chìa mùi nâng cổ mà nụ phết tôi khní tài mà đón. Cả thơ chùm nuôi, nẹ bà có bà bò rộng xì chuyên đô. Cả rộng bọc hò cầm rai, mần sâu xóm đôi bà có bà mà nụ tê. Rứ ai nì dây bản thá, có rôn mùi tụp tùl. Đời lai xâm rạp bà nhà hà sạc đê sạc hà, bà sở rấy. Bà có đôi chìa phê rà dìa, miền tài ca rộng cầm chất nâng bà chàng kỳ trả ơn chuyện sọp mùi đòn bà. Chân đi cư chê chục chì tài rì xây rộng bò lục nẹ đại cao chân nằm cho rì xây nìa thang ngày bốt tì đọp rạm nì bà. Chúng bác có xôm thuộc cả bần to chú nế, bà chương lê xâm rạp cho nàm cầm nát chìa bần to tự tiết cứ trao cho môi nâng bà lục nè bà đại cao nó khôn nông bà chân nàm cổ bà. Rìa xây rô bà lục nè đại cao chân nàm cổ. Nhiều tháng ngày bốt tì đập rạm bà khai cầm phê chân nàm bì bòn bà mập hơi bày nì phong đài bà chân nàm cổ miên thịt tức, chân nàm cổ miên bà bông cư bà mù sầy. Rìa xây rô bò lục nẹ nu, bà khơi tha cư bà lõ chìa mô xông nụ tê bà. Cá rô nâu, bà xâm rạp thang ngày ní đâm nào chạ chanh kào phụ tê lục nẹ, bà giát cổ mô nụ chạ rôk xa xìl bì bà nhà hà vầy mùi, bằng cá chìa chùm lùi viết chìa mùi nâng sạch râu chạ thamê. Hồi kê bài chìa lùi sao châm ọ mọc ỏi vinh tài bà nô bà. Tớ tương chú mùi nâng cây ca nghĩa, ca bà cọp cây ca nghĩa tù thuở bầy mùi cả đôi, lục nẹ cọp bầy miên ca bà dạp rời dạy mình tích. Hỏi trâu tròn chạm tha, tù lục nẹ bà cọp cây ca nghĩa vầy, phải bà cà chạy tọp mà vầy, mình đồ chìa tì, cốp chất nụ lời bà. Ca thuở chùm núi, nẹ bà cọp bà bò rục xì chuyên đô, bè bà miên phì bà cà mà cọp chả ơn, bốn tay bè thang ngày bình tích. Về phía tất riêng bởi nhà cả vầy hà, khởi hình thả ô bộ trọc chẳng rai tên phúm, nâng vấn đề chìa hào sẽ cảm ở hời bà. Bởi tất tương chìa mùi nâng bà nhà hà sẽ đầy sân hà vầy nú. Khởi hình thả sân hà bỏ sợi, miền ca bài bộ 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 chuôn, trâu râu kìa bộ chuôn tỏ tiền kìa bà. Chẳng nì cư chì chục chì ta rì xây, rô bỏ lục nẹ đà cao chân nam bà côl. Rì xây nìa thang ngày bốt trâu thang ngày thi bà đọc rạm nì bà. Xâm rạp bà ca bà chụp chùn nơi bà hào ra xa bò chạm thang ngày bà. Để trao chùm mùi nâng thang ngày bột tì đập rạm khai công phẹt cho nàm bì bòn mà phôi bày nộp bê ní cứ trao bàn mà chọc phòng đáy. Xôm phong mang phôn đài là công trô rục chùm bà nu. Bà xôm bà chùi chọc bật tông bà subscribe. Có đồ chìa chùi chọc bật tông bà lành nâng xía. Đâm bây tù bà nơ bà ạt tà bọt thamay. Bà chôm nay đang thamay. Có đồ chìa buồn con cù tù tí ấy. Được trong mặt có tay thì thừa cả đọ sông, xoay rộng, dọc mọc, bà chạy chun, đọt phụng mạng phôn, bàn tù xa nạp phong đài bà. Việc trong mặt bà y phì, bà xoay anh có xô mọ côn nâng xô mọ chụp lìa bà. Dường nửa vơn mọ chụp ní, bà nâng át tập bà lò lò, thamay thamay, kroi kroi tiệt, bà xô mọ côn.